Có nghĩa là mình đặt vòng Milena, lý do là vì sao mình chọn vòng Milena? Dạ em mình cũng là bốn bé rồi. Bốn bé rồi. Bốn bé rồi. Để khỏe thế, để khỏe hơn cả bác sĩ. Nên là giờ em muốn đặt cái này cho nó an toàn luôn. Bốn bé này là sinh thường hết đúng không? Sau này mình dự định là để mấy đứa lúc đầu? Hai đứa thôi. Sau này hai đứa vỡ kế hoạch. Dạ. À, thế sao vì sao mà mình biết đến cái vòng này? Dạ em thấy bác tư vấn ở trên. À, trên online đúng không? Thế là mình mới thấy cái này là hiệu quả cao thôi. Bạn em có đặt ở đây rồi. À, bạn em đã đặt rồi. Thế là thấy hiệu quả cao, rồi lại một cái khẳng định nữa là bạn mình đã được đặt rồi. Thế là mình mới áp dụng biện pháp này. Thì thực ra là các phương pháp tránh thai có nhiều phương pháp. Từ đặt vòng thường là cái là vòng đồng đấy. Còn cái này là nội tiết. Vòng thường nghĩa là vòng không có nội tiết đấy. Rồi đến cấy que, rồi đến tiêm thuốc, rồi đến uống thuốc, rồi đến triệt sản, nhiều phương pháp. Thì mình đã chọn lựa cái vòng này thì đúng là kiểu là thứ nhất là mình phải có tiền mới đặt được cái vòng này. Cái này gọi là nữ hoàng trong cái chuyện tránh thai này. Gọi là nữ hoàng thôi, thực ra là vua luôn ấy. Có gì hơn cái này đâu. Thì đã hiểu hết về cái vòng này chưa? Đã nghe. Rồi bây giờ bác Hạnh hỏi lại xem là hiểu được cái gì nhá. Thứ nhất là cái vòng này được mấy năm? Được 7 năm. Ui, bạn này lấy là nhân viên được đấy à. Mấy đứa này nhiều khi chưa thuộc bài ấy. Rồi, thế cơ chế cái tránh thai của cái này bằng cái gì? Nó vì sao nó lại tránh thai được? Dạ em thấy câu hỏi khó đấy. Nếu mà có lịch á cũng không bị gì. Nhưng mà cái cơ chế vì sao mà đặt cái vòng này vào thì nó tránh thai được, nó không có thai được? Thế thì đây nha, cái que xin lỗi cái vòng này này. Đây bác Hạnh khui nha, bây giờ có nguyên tem nguyên mác nha. Có thích khui không? Dạ, là khui đi, chị khui nhiều rồi. Không bắt đóng tiền đâu mà lo. Đây khui đi. Để cho biết cảm giác được khui lại. Đấy, còn nguyên vẹn á. Cái sơ ông nào khui mình bây giờ mình khui cái khác chứ. Khui một phát mất bằng cái tóc. Xé mất rồi. Ok. Đấy, khui nguyên đai phân kiện nha. Rồi, đấy để mình xem ở trong nó cái gì. Đây. Thì cái vòng nó được cấu tạo một cái hộp như thế này nha. Ở trong này nó có cái vòng và nó có một cái hướng dẫn cẩm nang. Đấy, mình về này, cái cẩm nang. Rồi nó còn hướng dẫn cách đặt nữa cơ. Đấy, hướng dẫn mình cách đặt thế nào. Rất là chi tiết, rất là cụ thể như này cơ mà. Mình đặt, mình đo thế nào, xong mình đưa vòng vào làm sao, được không? Đây là một cái vòng mà hồi mà mới đầu vào ấy, bác sĩ nào cũng lắc đầu, cái này bệnh nhân làm sao mà có tiền mà đặt. Người ta cũng sợ bị mất tiền rồi. Ôi cái này về Việt Nam để cho nó màu thôi chứ ai mà đặt. Tại vì Việt Nam quen kiểu mấy trăm ngàn rồi. Xong bây giờ mấy triệu bạc thì tất nhiên thì bảo là Việt Nam không có. Nhưng mà thực sự cái tác dụng của nó mang lại cho người phụ nữ rất là nhiều. Thế thành ra khi mà cái vòng này vào Việt Nam một cái thì thực ra mới vào ấy, bác sĩ cũng chưa được sử dụng cho ai. Rồi bệnh nhân cũng chưa được sử dụng. Thế thành ra là cái sự uy tín của cái vòng nó chưa nhiều. Nhưng sau nhiều năm bác sĩ sử dụng, bác sĩ dùng cho bệnh nhân của mình và phản hồi của bệnh nhân lại thì thấy rằng cái vòng này nó cực kỳ hiệu quả. Thì như em nói là em có 4 đứa con rồi, đã vỡ kế hoạch mất 2 đứa và không muốn có con nữa. Thế thì đặt cái vòng này mục đích là không có bầu nữa đúng không? Thế thì biết cái hiệu quả tránh thai của cái này bao nhiêu phần trăm không? 99% Đấy ạ, thêm 99 nữa cho nó oách smack lên. Rồi, cái cơ chế của cái vòng này đặt vào thì nó đây nhìn thấy không? Đây là cái vòng. Chả biết tại sao gọi là vòng, vòng mình nghĩ là phải tròn tròn thôi đúng không? Thì chả biết tại sao gọi, nhưng mà thực ra mình gọi đúng là dụng cụ tránh thai. Dụng cụ tránh thai. Thế thì nó cũng giống như cái cơ chế của cái vòng đồng là nó vào lòng tử cung thì nó sẽ choáng chỗ làm tổ của thai. Nó không cho thai làm tổ nữa, thai chả biết làm tổ ở đâu và nó không có làm tổ nữa. Và cái cơ chế chính của nó là tránh thai bằng nội tiết. Nội tiết của nó là progesterone. Khi mà progesterone vào cơ thể mình ý, thì nó làm mỏng nội mạc tử cung, nó ức chế dục trứng và nó là đặc chất nhầy của tử cung, không cho tinh trùng bơi lên và lại chiếm chỗ làm tổ của thai nữa. Rất nhiều cơ chế tác động kép như thế thì cái chuyện mà có thai hầu như là nó không xảy ra. Nói chung là chỉ trừ khi nó bị tuột vòng lúc nào mà bệnh nhân không biết ý, thì nó mới có bầu, còn hầu như là không có bầu. Đấy là điều đầu tiên là mình đáng để mà khen ngợi về cái chuyện này. Chuyện thứ hai nữa là có thể em không có, nhưng mà một số người giống chị chẳng hạn là kinh nguyệt nó nhiều ý, thì nó làm giảm lượng máu kinh
nó làm giảm cái đau bụng kinh và thậm chí là không có kinh luôn. Thành ra tư vấn luôn cho em là có thể em đặt vòng xong là không có kinh. Ờ, cũng không quá lo lắng là em chết rồi em không có kinh thì em có bị làm sao không. Có rất nhiều người người ta sợ điều đấy. Ôi chết rồi em ứ kinh trong cơ thể thì mặt em có nổi mụn không, rồi em có béo lên không, rồi em có bị khùng khùng điên điên hay không. Ôi nhiều người hỏi lắm. Em hiền đấy, chắc họ em tìm hiểu rồi. Dạ. Em ít hỏi. Chứ có nhiều bạn nó tư vấn xong hỏi 50 câu. Em tìm hiểu hết ở trên máy trang của bác hết rồi. Thì có nghĩa là em phải chấp nhận một cái chuyện là nội tiết đưa vào cơ thể mình. Có thể có người có triệu chứng này, có những người những biểu hiện kia. Thì có người thì vẫn rong kinh, có người thì không có kinh và có người thì kinh nguyệt bình thường. Nhưng mà chị chưa phải tháo, không chưa phải tháo một ai vì lý do không hợp cái que này. À cái vòng này. Cái que cấy thì chị có thể là tháo ra do họ không hợp, có thể họ rong kinh điều trị không hết. Nhưng mà cái này này, chuyện gì đi chăng nữa thì 3 tháng sau nó cũng ổn à. Hay lắm, cái vòng này hay lắm. Thế thì bây giờ mình phải siêu âm trước, kiểm tra xem trong lòng tử cung em có cái gì hay không, rồi nó có bất thường gì hay không, sau đấy mình sẽ đã đưa vòng vào nha. Đưa vòng vào thì cái vòng này nhìn nó to hoành tráng tá tràng thế này thôi, nhưng mà thực ra cái vòng nó bé tí à. Cái vòng này bé tí thì sao mình đưa vào lòng tử cung của mình ấy thì nó sẽ co bóp ít, thì mình sẽ không có đau bụng này, không có chảy máu nhiều này, và đặc biệt nhất là sao ạ, nó không có chứa đồng ở đây này. Đó, tác dụng phụ cũng không có. Và mình một cái nữa đấy, đó là em nhắc hồi nãy chị, đó là tuột rồi nó vẫn có thể ảnh hưởng thai. Vì lý do nó tác động bằng cơ chế nội tiết mà. Thành ra nếu mà em đi siêu âm thì bác sĩ bảo em tuột rồi, em bảo không, em vẫn cứ để đấy cho em, thế là được nha. Thì cái vòng này được 7 năm mà để hết đến hơn được. Chứ không phải là trước thực thì em quá bắt 1 tháng rồi em có bầu hay không, thì nó vẫn tránh thai bằng cơ chế là choáng chỗ làm tổ thai mà, đúng không? Vẫn không cho cơ chế đấy. Thì chị nói thôi, nhưng mà nhiều hãng nó quy định 7 năm, tuy nhiên là để 10 năm chắc chẳng như được. Tại vì cái vòng kia thì nó cũng choáng chỗ, thì cái này cũng choáng chỗ mà, đúng không? Đấy. Thì khi mà đặt vòng xong á, thì có bạn hỏi chị là thế bao nhiêu lâu thì được quan hệ? Thì quan hệ luôn được, không ra máu, không đau bụng thì quan hệ luôn. Đó. Cho nên tác dụng tránh thai là được luôn. Cho nên không cần phải đợi giống như là 1 ngang 5 ngày, 3 ngày, 2 ngày gì đấy đâu. Nghĩa là gần gũi nhau bình thường. Chuyện thứ hai nữa là có một cái ưu điểm nữa là cái dây của cái vòng này này to rồi thôi, những cái dây ở trong này này nó bé tí thôi, đeo nó bé như cọng tóc ấy. Không phải cước, dùng từ cước nó quá nó mềm mỏng lắm, nó nhỏ xíu là nó mềm lắm. Cái cọng tóc mà dùng từ cước nó phải đau nhỉ. Cho nên ông chồng em mà có đụng vô nó cũng không cảm giác không đau. Tại vì cái cọng đấy nó bị cứng, thấy nó có mấy trăm nghìn, con này mấy triệu cơ mà. Biết bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? 3.8 triệu. Một số cơ sở, một số bệnh viện họ lấy nhiều hơn, có thể chi phí các thứ gì của họ, nhưng mà 3.8 triệu là giá gọi là thấp nhất trong Việt Nam. Chị có thể mang về Lâm Đồng cho các chị em được, và cái giá này giá thấp nhất đấy. Còn đợt trước chị làm bệnh viện quốc tế thì thường là ta thu thêm phí tư vấn, phí dịch vụ, phí phụ cấp tổng lâm ấy, thì thu cái này phải chênh lệch nhau 500-600 ngàn, 2 triệu 4 triệu mấy. Và các bác sĩ khác thì cũng thế thôi, nhưng mà chị thì ưu tiên các chị em, nói chung là mấy cái này hỗ trợ giúp đỡ để đừng có thai ngoài ý muốn. Mình cũng là phụ nữ mà, ngày xưa nha, ví dụ nha, mình không tránh thai, lỡ đến ngày đến tháng đấy nó bị trễ kinh 2-3 ngày, xong là không cần làm việc gì khác, lo đi mua cái que thử đấy xem là nó có bầu hay không. Em có cảm giác đấy bây giờ chưa? Có. Xong mấy lần thử, 2 bạch à? Dạ. Hai lần. Xong cái thứ thứ tư là ra đây là 16 tuần mấy ngày à? Khỏi mất que cấy, que thử đúng không? Không mất không gì hết rồi. Ra đây 16 tuần mấy ngày là hay thế. Hơi hồi luôn. Sáng một viên, tối một viên. Lý do tại sao phải lo đi? Đấy mấy bạn em chẳng lo, em vợ chồng em kiểm soát tốt lắm, đeo bao cao su rồi sắt tinh ngoài này kia, nhưng mà đấy bao giờ gặp hoàn cảnh như em đùng nó phát ra siêu âm, làm một đứa con 16 tuần xong là ôi trời cho, xong ông chồng ngồi cạnh mà chơi nào tôi cho kiểu gì. Thôi bây giờ mình đi vào siêu âm nha, siêu âm kiểm tra trước khi mà mình đặt vòng nhá. Thả lỏng người nền cổ giống nhau. Sinh năm 1990 á. Dạ. 90, 4 đứa con, để tiếp đi em. Vẫn chứng nó hơi nhiều ấy. 4 con đủ chưa? Đứa thứ hai là nên tháo vòng trên bác. Là bác mà nói là tháo ra là để đáng chịu á. Chứng nhiều lắm, để tháo, bác không cho tháo mà em cứ tháo. Xong rồi lại dính đứa thứ ba. Đứa thứ ba xong lại dính. Đấy thì con chị nha. Đứa thứ ba là con chị. Đấy, trứng vẫn còn này. Mất 2 quả thôi, còn nguyên rổ nữa.
xài thoải mái. Ừ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ vào để vào nhé nhá. Không có u nang, không có u sơ, cực kỳ tốt. Quẹt hai quẹt, ở trước quẹt có một cái có bầu, rồi quẹt hai cái có bầu. Rồi các bạn đặt vòng cho nhá. Rồi bác Hạnh nâng mông lên cho bác Hạnh nào. Rồi xích người xuống đây nhá. Rồi bây giờ bác Hạnh sẽ tiến hành đặt vòng cho mình. Đặt nhanh thôi, đặt xíu là xong mà. Không có gì phải nhiều nhưng vẫn sợ đau. À, không đau đâu bác Hạnh, đặt không đau. Bây giờ là sát trùng thôi nhá, chưa làm gì hết. Mình ngả rộng chân ra thì nó không có đau, đúng rồi. Bốn đứa đẻ thường cơ mà. Đẻ được rồi thì chẳng có gì đau bằng đứa đẻ. Người ta nói là đau đẻ là đau nhất. Thả lỏng người không ra đâu. Đau đẻ là đau nhất. Bằng một lúc bẻ gãy 12 chiếc xương sườn cơ mà. Thế mình bẻ 12 lần nhân 4 lần là bẻ 48 chiếc. Bẻ 48 chiếc. Thả lỏng người, thả lỏng chị. Đúng rồi. Cứ thả lỏng người xuống thì nó không đau. Ờ đúng rồi. À bạn này có làm tầm soát ung thư cổ tử cung chưa đấy? Dạ làm. Bao lâu rồi? Cũng lâu rồi đấy. Lâu là bao lâu? Nhớ xem. Đợt trước làm lại 3 năm, sát trùng thêm chứ? 3 năm hay 5 năm? 3 năm. 3 năm, thế đủ 3 năm chưa? Hôm nào tranh thủ ra làm nhá. Tầm soát ung thư quan trọng, tại cổ tử cung em bị lộ tuyến đấy nhá. Huyết trắng hơi màu vàng xanh, lộ tuyến, nó có tăng sinh mạch máu đấy. Em nói cho chị Thằng Thanh nhớ nghĩ nhá. Bạn này bị viêm lộ tuyến. Là đối hết cỡ ra đi chị. Đúng rồi. Thả lỏng chiếu nhá, đứng rồi. Bạn này hơi gồng một tí. Đấy, thả lỏng được rồi là xong. Đặt vòng nhanh lắm, nói chung là không có ấy, chỉ có là sợ ấy, nên là cứ mãi mới đến ấy. Chắc phải dùng bác sĩ rồi. Cái này có sẵn rồi đấy. Cái dây này nó mỏng mảnh lắm. Ủa thế lý do ông trước sao phải đi theo vòng? Dạ nó bị viêm, thấy nó cứ ra nó trắng thế ạ. Đấy, bây giờ chả đặt vòng nó cũng viêm đây này. Cái vấn đề là mình bị thiếu vi khuẩn có lợi ở cái vùng này. Nó mất cân bằng cái vi khuẩn cho nên nó hay bị viêm lắm. Đợt này điều trị xong đi, xong rồi bổ sung vi khuẩn có lợi nó là ok nhá. Có đang cho con bú không? Dạ không, em bé được 20 tháng. À 20 tháng. Rồi bác Hạnh đã đặt xong rồi, sát khuẩn rồi, không ra máu không gì hết nha. Bây giờ bác Hạnh sẽ đi siêu âm kiểm tra vòng. Mình qua giường nằm lại như hồi nãy nhá. Không? Ba cái một chai. Ừ ngon, đứa chai từ từ mấy? Thứ tư. Hôm bữa ra đây khám xong rồi nằm ở đây khóc luôn. Trời ơi mừng quá. Cố mà thành ra là lại trúng số. Đúng không? Cố mà thành ra trúng số, cố nên là lại có đứa con trai. Đấy. Ừ, đấy thì chị phải lấy ra đấy. Mày đưa vào mãi chả được. À, cái này này, cái này phải kéo cái cổ sau ra. Vòng đúng vị trí rồi nha em nha. À, màu xanh trắng đấy. Tại vì bạn đấy không có tí nước tiểu nào ấy. Siêu âm nó khó. Đấy, cái siêu âm đầu gió âm đạo nó lợi thế không? Nhìn rõ luôn. Bác em sáng sáng hôm nay đi tập gym á. Được luôn. Tập được không? Được. Gym nhân thua gì? Đánh chồng còn được. Bốn đứa con vẫn có thời gian để tập gym à? Buổi sáng sớm một tí. À, tốt quá, mọi người cứ ỷ lại là có con thế này thế kia, nhưng thực ra đấy là động lực mà, mình có sức khỏe mình mới lo cho con mình được mà. Rồi ok, tốt nha, vòng lại đúng vị trí. Đây, lau bụng cho chị với, lau bụng ra các cô hướng dẫn cho. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với bác sĩ Hồng Hạnh. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video của bác Hạnh ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.